Các bạn ơi, xôi sắn ở trong Nam gọi là xôi khoai mì, giản dị nhưng luôn hấp dẫn bởi vị bùi bùi của khoai mì, dẻo mềm của nếp, mùi thơm dễ chịu của lá dứa, ăn kèm với lại muối mè, đậu phộng thơm ngon sẽ làm phong phú cho thực đơn buổi sáng của cả gia đình. Nhà mình rất là mê món này nên rất thường hay làm. Các bạn theo dõi mình làm nhé. Nguyên liệu gồm có 4 đến 5 lá dứa, 300g khoai mì. Mình mua loại khoai mì củ to có bột thì nấu sôi mới ngon. 500g nếp. Gia vị thì có muối, dầu ăn, đường. Còn có thêm đậu phộng nữa. Về cách nấu, khoai mì lột vỏ, rửa sạch và ngâm vào nước muối loãng ít nhất từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ, hoặc là ngâm qua đêm. Sau đó giữ lại một vài lần nữa và cắt thành những miếng nhỏ bằng đốt ngón tay. Còn nếp thì vo sạch, ngâm qua đêm cùng với lại xíu muối, vo sạch lại, vớt ra để cho ráo. Lá dứa rửa sạch, cắt ngắn khoảng một ngón tay. Đây này các bạn, khoai, nếp và lá dứa mình đã chuẩn bị xong. Cho nước vào son và cho một cái rổ inox đựng nếp đã được ngâm và rửa sạch lên. Cho khoai mì vào, trộn nếp với khoai đều lại với nhau. Cho lá dứa đã rửa sạch và trộn đều. Mình cho 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh dầu ăn, rồi trộn đều. Mình tiếp tục rẽ nếp và khoai để ở giữa trống, để khi nấu hơi nóng lên giúp khoai và nếp chín đều. Đậy nắp lại và nấu khoảng chừng 20 phút. Trong lúc này mình làm muối mè đậu phộng bằng cách mình rang đậu phộng chín, vò hạt đậu phộng ngay khi còn nóng để bỏ vỏ. Cho đậu phộng vào cối giã nhuyễn. Rồi sau đó mình cho khoảng 1 muỗng muối, 2 muỗng đường. Trộn đều là xong. Sau 20 phút nấu sôi, mình mở nắp ra và trộn một lần nữa cho sôi khoai mì được chín đều. Rồi đóng nắp lại, nấu tiếp khoảng chừng 15 phút nữa là sôi khoai mì chín. Cho sôi khoai mì ra đĩa và bên cạnh đó còn có chén muối mè đậu phộng. Mời mọi người cùng thưởng thức nhé. Sôi khoai mì rất là ngon, rất là hấp dẫn bởi vị bùi bùi của khoai mì, dẻo mềm của nếp và mùi thơm thơm của lá dứa kèm với muối mè đậu phộng. Các bạn hãy thử làm nhé và hãy ủng hộ, đăng ký xem kênh Alin Channel và hãy bật chuông để nhận thông báo về video mới của mình. Nếu mà các bạn thích video, hãy để lại một like và chia sẻ cho bạn bè của các bạn trên các trang mạng xã hội nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.